Chào các bạn và toàn cộng đồng, hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn và cộng đồng biết người bị đau dạ dày nên ăn gì để tránh các cơn đau tái phát. Đồ ăn thức uống bạn nạp vào cơ thể hàng ngày ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe dạ dày của bạn. Đặc biệt nếu bạn gặp các vấn đề về dạ dày thì những thứ bạn ăn sẽ quyết định giúp dạ dày khỏe lên hay yếu đi. Vậy đau dạ dày nên ăn gì? Thức ăn không thường gây viêm dạ dày. Nhưng trong khi một số loại thực phẩm có thể kích thích niêm mạc dạ dày và làm trầm trọng thêm tình trạng, một số loại thực phẩm có thể làm dịu nó bằng cách hạn chế ăn các loại thực phẩm nhất định. Bạn có thể giảm bớt các triệu chứng của mình, trong khi các loại thực phẩm chống viêm khác có thể giúp bạn điều trị vấn đề một cách tự nhiên. Một táo, hành tây và cần tây là những thứ rất cần nhé. Theo một số nghiên cứu, để ngăn chặn sự tiến triển của nhiễm trùng H. pylori, bạn nên ăn những thực phẩm giàu flavonoid. Đây là những chất chống oxy hóa mạnh mẽ kiểm soát các phân tử hóa học phản ứng các gốc tự do trong cơ thể, điều này ngăn chặn viêm một lợi ích bất cứ ai bị viêm dạ dày nên ăn. Ăn nhiều thực phẩm giàu flavonoid như cam, việt quất, hành tây, táo và cần tây sẽ đem lại lợi ích không nhỏ cho dạ dày của bạn. Hãy thêm vào khẩu phần ăn các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa khác như anh đào và quả việt quất. Cà chua có đầy đủ các chất chống oxy hóa nhưng chúng cũng có tính axit trong tự nhiên và bạn nên hạn chế ăn nếu bị viêm loét dạ dày. 2. Cải xanh. Cải xanh là loại rau họ cải có chứa isothiocyanate sulforaphane, một hợp chất có thể tiêu diệt vi khuẩn H. pylori, trong một nghiên cứu trên động vật. Chuột bị viêm dạ dày được cho ăn cải xanh, những con chuột cho thấy sự cải thiện đáng kể vì giảm viêm và ức chế sự phát triển của vi khuẩn. Đây cũng là loại rau giàu chất xơ đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. 3. Tỏi, trong danh sách các loại thực phẩm kháng khuẩn, giúp tiêu hóa tốt không thể thiếu tỏi, giống như bông cải xanh và các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa khác. Nó cũng có thể ảnh hưởng đến nhiễm trùng H. pylori, nghiên cứu trên động vật đã tìm thấy rằng chiết xuất tỏi có thể giúp ngăn ngừa viêm dạ dày do H. pylori gây ra, bên cạnh đó. Tỏi cũng giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru hơn, giảm gánh nặng cho dạ dày, bạn có thể thêm tỏi vào khi chế biến các món ăn hàng ngày. 4. Trà xanh. Các nhà nghiên cứu cho rằng catechin trà, hợp chất chống oxy hóa trong trà có thể giúp chống viêm dạ dày, đáng tin cậy. Catechin trà có thể hoạt động hay có tác dụng nếu sự gia tăng tỷ lệ trùng vi khuẩn dẫn đến kháng kháng sinh, bên cạnh đó, trà xanh cũng có tác dụng làm dịu cơn đau dạ dày. Bạn cũng có thể thay thế trà xanh bằng trà hoa cúc cũng rất tốt cho người bệnh dạ dày. 5. Sữa chua, probiotics hoặc một số loại thực phẩm lên men nhất định đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chúng có thể cung cấp cho đường ruột của bạn rất nhiều vi sinh vật sống có lợi để tăng khả năng miễn dịch tiêu thụ các loại thực phẩm probiotic như sữa chua, kim chi, sữa cải bắp. Những vi khuẩn tốt này có thể giúp chống viêm loét dạ dày. 6. Hạt ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu chất xơ có thể giúp cải thiện tiêu hóa và giảm viêm dạ dày, nên thêm nhiều chất xơ vào chế độ ăn uống của bạn cùng với nhiều nước, trái cây, rau tươi. Ngũ cốc nguyên hạt, yến mạch, đậu lăng, đậu Hà Lan và đậu là những thực phẩm giàu chất xơ nhưng vẫn chứa một lượng chất dinh dưỡng vừa tốt cho dạ dày vừa khỏe người. 7. Rau lá xanh đậm và rau biển, thực phẩm đóng gói với canxi và vitamin B như rau lá xanh đậm, cải xoăn và rau bina, và rau biển đều tốt nếu bạn không bị dị ứng với chúng. Viêm dạ dày mãn tính có liên quan đến thiếu hụt vitamin B12 do sự hấp thu kém của vitamin trong ruột, bổ sung chế độ ăn uống với vitamin là lựa chọn tốt bạn nên thực hiện. 8. Thực phẩm chứa chất béo và protein lành mạnh. Các protein lành mạnh có thể giúp sửa chữa thành ruột và điều trị các vấn đề tiêu hóa như hội chứng ruột bị rò rỉ, có thể gây viêm. Các nguồn protein sạch tốt bao gồm thịt động vật cho ăn, cỏ, cá đánh bắt tự nhiên hoặc gia cầm chăn nuôi. Cá như cá hồi hoặc cá mòi đặc biệt có lợi vì chúng là thực phẩm giàu omega 3 có tác dụng chống viêm, đem lại lợi ích cho người bị viêm loét dạ dày. Các chất béo lành mạnh khác dễ tiêu hóa bao gồm dừa hoặc dầu ô liu, bơ làm từ sữa bò chăn nuôi hữu cơ.
9. Cam thảo, cây thì là hoặc hồi thực phẩm tốt cho người bệnh đau dạ dày. Cam thảo là một vị thuốc dân gian được sử dụng nhiều trong điều trị các bệnh lý đường tiêu hóa như viêm, loét và trào ngược dạ dày. Rễ cam thảo chứa một hợp chất đặc biệt gọi là glycyrrhizic, được biết đến với tác dụng làm dịu dạ dày và tăng cường khả năng trong đường tiêu hóa. Bên cạnh đó, hợp chất này được chứng minh có đặc tính chống viêm, chống đái tháo đường, chống oxy hóa, chống khối u, kháng khuẩn và chống virus. Trong khi chiết xuất cam thảo đem lại nhiều lợi ích thì ăn thì là và sử dụng gia vị hồi cũng mang lại lợi ích không nhỏ. Liều khuyến cáo của chiết xuất cam thảo khác nhau từ người này sang người khác, nhưng hầu hết mọi người đều có thể dùng khoảng 3 gram mỗi ngày trong khoảng 4, 6 tuần. Tuy nhiên, hãy gặp bác sĩ nếu bạn có bất kỳ tương tác gì với cam thảo như vậy. Mình đã chia sẻ cho các bạn và cộng đồng về top 9 món ăn giúp bạn có thể giảm đi cơn đau dạ dày, nên ăn gì để tránh các cơn đau tái phát. Các bạn hãy đăng ký kênh để xem và theo dõi nhiều video hay và thú vị khác nhé. Thân chào các bạn nhé. We'll be right back.